Milan Blondeau, siêu mẫu người Pháp sinh năm 2001, đã không còn là cái tên xa lạ trong làng thời trang thế giới. Cô gái trẻ này đã đặt chân lên sàn catwalk từ năm 4 tuổi và là cái tên từng làm mẫu cho loạt thương hiệu đình đám. Milan Blondeau là con gái đầu của cầu thủ bóng đá Patrick và nữ diễn viên Veronica Lebri. Thừa hưởng vẻ đẹp và gen trội từ cặp bố mẹ nổi tiếng, cô bé Milan từ nhỏ đã xinh đẹp hơn người. Cô sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh to tròn cùng thân thái khác biệt nổi bật hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Năm 2007, cô bé được bầu chọn là người có gương mặt đẹp nhất hành tinh. Năm 10 tuổi, Milan Blondeau có cơ hội trở thành gương mặt trang bìa của tờ Vogue. Cô bé được trang điểm, đi giày cao gót và tạo dáng như người lớn. Bộ hình này khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội, chỉ trích bố mẹ của Milan đã để cô bé ăn mặc quá tuổi như vậy. Tuy nhiên, mẫu nhí vẫn được đánh giá cao vì khí chất đặc biệt, đôi mắt đầy cảm xúc và khả năng diễn trước ống kính rất tự nhiên. Với thành tích rực rỡ ngay từ khi còn nhỏ như vậy, tất nhiên, nàng mẫu nước Pháp vẫn luôn được mọi người kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên chuyện khi trưởng thành. Giờ đây, bé gái xinh xắn ngày nào đã trở thành cô gái 20 tuổi theo đuổi nghiệp mẫu. Milan thường xuyên được hợp tác với những tạp chí danh giá nhờ thần thái khác biệt và lạnh lùng. Con gái nữ diễn viên Veronica Lebri càng lớn càng xinh đẹp quyến rũ, cả vóc dáng lẫn thần thái đều khiến khán giả phải trầm trồ. Thế nhưng khi lên thảm đỏ hay thước hình đời thường, Milan lại lộ không ít khuyết điểm. Ở tuổi 20, cô nàng đã không còn giữ được sức hút như khi còn nhỏ. Không ít lần Milan lộ khuyết điểm là đôi khi để môi tử ra quá và chiều cao khá khiêm tốn so với các siêu mẫu khác 1m68. Netizen cho rằng nàng mẫu cần cố gắng và cải thiện nhiều hơn nếu không muốn bị lu mờ giữa dàn mẫu trẻ cực phẩm như hiện nay. Khi đứng cạnh Gigi Hadid, Milan nhìn lép vế hơn hẳn cả về chiều cao lẫn nhan sắc, thần thái hay đường nét gương mặt. Biểu cảm thiếu tự nhiên khiến cô bị lộ khuyết điểm má hốc, cằm hơi hô và khí chất có phần kém cạnh so với nàng mẫu 9X Gigi. Một lần đi sự kiện mẫu nhí đẹp nhất thế giới một thời cũng gây thất vọng vì kiểu trang điểm dìm đường nét và gương mặt thiếu thon gọn. Mới đây, những hình ảnh đời thường của cô nàng khi tận hưởng kỳ nghỉ với bạn trai do cánh paparazzi ghi lại đã gây chú ý lớn trên truyền thông. Milan nhận về không ít ý kiến trái chiều về ngoại hình của mình ở độ tuổi 20. Ở tuổi trưởng thành, thiên thần nhỏ ngày nào đã không còn nét đẹp ngây thơ và cổ tích. Trước ống kính máy ảnh, cô vẫn thoải mái tự tin để mặt mộc hoàn toàn. Thế nhưng cũng có không ít ý kiến tỏ ra thất vọng khi bé gái đẹp nhất thế giới năm xưa giờ đây không còn đôi mắt xanh hút hồn và thần thái xuất chúng. Bạn trai của Milan là diễn viên Ben Adhan, một người cũng là sao nhí nổi tiếng từ bé. Cặp đôi được cho là đã ở bên nhau hơn 1 năm. Kể từ khi hẹn hò, hai người thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội lẫn trước ống kính của giới săn ảnh.